Xin chào tất cả các bác nhá. Hiện tại vì đang là buổi chiều tối các bác ạ. Hoàng Hiền vừa làm về, đang có mặt tại bãi lúa nhà chị gái. Các bác quan sát đây là chị gái cấy cũng đã gần xong, còn một chút ở phía đầu trên này nữa. Không biết là do lạnh không cấy nữa hay là hết mạ. Còn một đoạn cái cấy chắc khoảng độ 20 phút là xong, 15-20 phút. Một bãi lúa rất đẹp, nhà chị gái hình thành. Cánh đồng này là bà con đang cấy. Nhà chị gái là qua bụi tre ở đây vào bên trong kia. Chị gái hôm nay thì Hoàng Hiền không điện được. Nãy thì thấy chị gọi, mượn điện thoại của ai chị gọi cho Hoàng Hiền. Thấy chia sẻ là cái điện thoại của chị ấy thì là bị hỏng, không gọi được, không liên lạc được. Rồi Hoàng Hiền đang chạy vào xem là tình hình gà lợn như nào. Mẹ con nhà chị gái này phải theo sát các bạn, đặc biệt là với cái thời tiết mà nó lạnh như này, theo sát hướng dẫn của vật nuôi lợn đủ ấm hay không, ăn nó no không là như vậy. Bác cũng xem là mẹ hai mẹ con làm ăn ra sao. Vào gần đến nhà các bác. Hôm nay Hoàng Hiền vào thì mua ít đồ ăn, mua ít trứng với lại giò, ăn cơm với mẹ con là chị gái. Hai mẹ con là chị gái đóng cửa ở đâu các bạn? Khóa cửa. Ngô đang mọc nhá. Rau xanh mướt. Ngô lên đều ghê này. Khoai lang trồng chân lợn đang lên rồi. Gạch những gái chị chèn ở trên này rơi như thế này. Bóng sợi suốt ngày. Thấp thấp tí cho ấm. Gà vẫn to nhé. Đấy, to khỏe, lớn nhanh từng ngày. Lợn cũng rất khỏe nhé. Rồi, hết nước. Lợn nó uống ngang lắm. Nước nó uống liên tục. Thank you.
Uống đây. Cấy vẻ mấy con lợn này toàn đi ngoài phía trên đầu này. Trời, nó nằm nó ống ạ. Còn chị đi đâu không biết. Chị bảo chị về chị hót. Đoạn này đẹp, lớn từng ngày các bác nhé. Đại cúc này, ăn tốt. Nói chung là mẹ con là chị gái này là chậm chạp quá, không được nhanh nhẹn. Hoàng Hiền theo sát như vậy mà. Còn chưa ăn thua. Đại mà tự làm là không đâu vào đời với đâu cả. Đấy, như chỗ này các bác thấy là rau củ này đang lên. Đấy. Xanh kín hết vườn nhá. Đấy. Trước là chỗ này để trống, đấy, giờ cọ nó lên xanh tốt. Kết hợp những rau khoai lang, chăn lợn. Bò. Rất to béo. Nó gặp cỏ này. Này chị đang dẫy dở đây. Dẫy đây trồng khoai lang, trồng rau củ tiếp. Nó nên ăn cái cỏ này thôi. Cỏ này không ăn à? Cho nó ăn miếng các bạn, khổ thân lắm. Buộc ngay gần đây chỉ được đứng nhìn chứ không được ăn. Đây sang cái chòm này để chị cuốc hết, chị trồng cái này.
cho nó tròn này. Bò này chăn rất là béo, to bò. Ăn đi, ăn đi, đuổi ăn đi, đuổi lại, ăn đi. Không ăn bên đấy đâu. Đây, ở đây, cho ăn cho mày thôi. Đấy, cho ăn, muốn ăn bên bên kia cơ, con này không ăn mà cho nghỉ luôn. Rồi đi, không ăn ra đây, buộc tiếp. Ôi giời, rồi. Hiền đợi một lúc các bác ạ, nhưng không thấy mẹ con thì chị gái về, và Hiền quay về hôm sau thì vào xong. Loại này không biết là con là chị gái đâu, hay là đi xin mạ, các thầy cũng đi xin mạ rồi cấy điện thoại không có, không liên lạc, không gọi. Gái là cái bãi cây đấy là chị không dự định là cấy ở đấy các bác. Ban đầu là trồng cỏ, sau đó thì Hoàng Hiền cho tiền để trồng ngô. Nhưng mà đang trồng rồi thì họ bắt nước để cấy, nước tràn vào đấy. Thôi lại chuyển từ bãi ngô thành bãi lúa thế này, mạ gieo cũng ít. Chị cấy một cái bãi to đoành ở bên gần cái bãi Sông A, bãi đấy nữa. Còn một bãi nữa cơ, bãi kia nó bé hơn, không biết nó có xin mạ đâu được. Đấy, mình là con mà các cánh đồng bây giờ giờ làm cấy hết, mình cũng đang lạnh, dự kiến là đêm hôm nay ngày mai lại mưa rét, không khí lạnh tăng cường về và mưa. Cánh đồng quê hương Hiền đã về nhà các bác ạ. Nhà lên đèn nhá. Đèn nháy ở cây này nhưng Hoàng Hiền không cắm. Cây ổi của Hoàng Hiền nó đang lên mầm nhá. Đang bật mầm. Hoàng Hiền cũng kết thúc cái video của mình ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền nhé. Xin chào các bác.